Vâng, quý vị và các bạn đang theo dõi những tác phẩm đẹp bonsai của Việt Nam đại diện miền Bắc đang triển lãm tại Đông Anh, Hà Nội lần thứ 2 năm 2022. Thì trong cái cuốn video này chia sẻ với quý vị và các bạn là một cái dãy cây trong khu trưng bày đây. Quý vị và các bạn đừng tua, đừng rời khỏi màn hình bởi mỗi một cây có một cái vẻ đẹp, dáng thế rất là riêng. Tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Đầu tiên là một cây si. Cây si này thì về độ tuổi khá là già. Khá là già. Bộ răm rất mịn rồi. Nó ở tầm một người bê thì hơi nặng quý vị ạ. Hai người khênh rất là nhẹ nhàng. Cây si này có cái dáng rất điệu. Được phối trên hòn đá thấm thủy cộng với cả ký những viên sỉ nho nhỏ rất là xinh. Về cái dáng của cái tác phẩm này rất là phiêu quý vị, rất phiêu. Cái đường chạy từ rễ lên thân bây giờ là hóa rồi, cũng rất là khó nhận biết. Đây là khu bố trí ba tác phẩm này, ba tác phẩm mini rất là đáng yêu. Tiếp theo cũng là một cái tác phẩm si búp đỏ đây quý vị. Cây này khả năng là búp rất là đỏ, cây có bộ răm khủng khiếp luôn. Cái bộ răm này thì quý vị các bạn thấy làm mất khá là nhiều thời gian, đặc biệt là đối với dòng si kinh khủng như san hô rất lý tưởng. Cây xanh dáng đổ đây, cây rất đẹp. Rất đẹp, rất dài. Cây này một người bê nhẹ nhá. Thân pháp rụt rịt. Lu cục. Đây một trong những cây xanh rất là quý. Tác phẩm Mộc Cổ Thành Đô, chủ nhân Vũ Hoài Lam. Một tác phẩm xanh Nam Điền đa thân, trồng trong một cái bể đá khá là quý. Vâng, đây muốn nhấn mạnh với quý vị các bạn một cái tác phẩm rất là đẹp. Tác phẩm mang tên Duy Ngã Độc Tôn. Trên đời chỉ có một. Và cái ý nghĩa của cái tên này là như vậy. Một cây si. Trong Nam thường hay gọi cây gừa đấy quý vị. Duy Ngã Độc Tôn. Trên đời chỉ có một. Nhà vườn Mạnh Nhựa Hải Phòng. Vâng, nhà vườn Mạnh Nhựa Hải Phòng thì rất là nhiều những cây đẹp. Và đặc biệt là rất là nhiều cây nhập trong và là nước ngoài. Đây là một cây làm theo phong cách thiên nhiên. Đẹp quá luôn ạ. Thần u cục, những cái biếu rất là to, thể hiện độ già lua của cái tác phẩm này. Ngay cả trên thân này cũng thấy tất cả gồ ghề hết. Đây, được cắt giật rất là nhiều lần. Ngắm những cái tác phẩm mang cái vóc dáng thiên nhiên này ở nước ngoài hay là Malaysia rồi là phía trong Nam thường hay tạo dựng lên cái dáng thiên nhiên như này. Và đặc biệt là cái cách làm là uốn dây định hình để cho những cái đường tay chạy rất là rõ ràng. Khi mà uốn dây định hình xong thì sẽ tiến hành cắt giật, vừa chơi vừa giật quý vị. Cho nên là những cái cây tàn thiên nhiên như này ở phía trong soi rất là kỹ thì các cái đường tay được giật khá là nhiều, chút chít. Đây quý vị các bạn cùng nắm như đùi ếch. Đặc biệt là tất cả nó nhằn nhún hết rồi. Hai bên đều có lu
cái bệ đế thì làm khá là công phu. Tuyệt vời. Cây rất lớn nha quý vị nhé. Vâng, tiếp đến tác phẩm Nghinh Phong Chiếu Địa, vẫn là của nhà vườn Mạnh Nhựa Hải Phòng. Phải nói nhà vườn Mạnh Nhựa Hải Phòng có những cái tác phẩm rất là đẹp. Đây là một tác phẩm hoa giấy quý vị. Hoa giấy làm khá là kỳ công để có những cái tác phẩm hoa giấy bộ râm như thế này. Quá là nhiều năm tháng. Một tác phẩm xanh Mộc Hạc Sinh Châu, vẫn là của nhà vườn Mạnh Nhựa Hải Phòng. Mộc Thạch Sinh Châu nghĩa là cây già sinh ra châu báu, và tên cũng khá là ý nghĩa. Trong cái cuốn video tôi muốn chia sẻ một số cái tác phẩm cỡ vừa và nhỏ, nên một số cái tác phẩm cỡ đại này sẽ chia sẻ riêng để quý vị các bạn dễ theo dõi. Một cái dây dáng trực quyền, cái chậu đá đẹp quá quý vị. Vâng, một cái tác phẩm xanh rất già, rất cũ. Tại đây ngoài trời bắt đầu đổ mưa, có lẽ tôi cũng phải sớm kết thúc cái cuốn video này. Cái xanh này có cái bộ râm tuyệt vời quá kìa. Bóng dáng rất đẹp. Có một cái cốt xanh rất lộc, phần đế cũng như thân pháp rất rõ ràng. À, quý vị các bạn cùng tôi đi một vòng ngắm cái phần bộ bệ đế này, làm rất kỹ quý vị, cắt giật hết cả rễ này, tạo thành những cái móng. Tác phẩm xanh nhà Lâm Thân rất đẹp quý vị. Nói chung là đi bốn xung quanh ngắm đều đẹp quý vị. Tứ diện luôn. Phải nói là tác phẩm này bố cục được làm rất là thanh thoát. Cách làm mà tay cảnh cũng rất dễ nhìn. Đây là một cái thân này. Có những cái cả tất cả các cái dàn tay này tạo thành một cái mảng. Cái này rất là lưu cục. Cái này đẹp quá. Khả năng đây trước nó là một cây tán tầng quý vị, thân là tán giữa này. Đây là cái thớt cuối cùng. Thời tiết không ủng hộ cho lắm, bây giờ mưa lặng hạt hơn. Tôi xin phép dừng cái cuốn video đây. Chúc quý vị và các bạn thật là nhiều niềm vui.
thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau.